Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người chơi tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, bạn Trần Quốc Tuấn đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bạn. Chào bạn. Dạ, em chào anh Tiến Dũng ạ. Vâng, xin mời bạn. Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến khán giả trường quay F16 và toàn thể khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Hiện tại công việc của em là công việc kinh doanh tự do tại nhà thôi ạ. À, vậy là thời gian là tương đối thoải mái. Dạ, vâng. Việc đi thi Ai Là Triệu Phú này phải bay ra tận Hà Nội để quay này có ảnh hưởng nhiều công việc của bạn không? Dạ không ạ. Vâng, tức là mình ở ngoài này nếu cần mình vẫn có thể làm được đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, thế thì tốt rồi. Bây giờ xin mời bạn lên ghế động. Xin mời bạn. Một ngày thì bạn dành ra khoảng bao nhiêu thời gian cho công việc? Dạ, một ngày thì em dành khoảng 4 đến 5 tiếng thôi. 4 đến 5 tiếng. Vâng. Dạ. Còn lại thời gian khác thì mình dành cho công việc em, gì? Đam mê của em là sở thích là em đi du lịch và khám phá, trải nghiệm ở mọi thứ. Thì em vừa kết hợp với như vậy, vừa khám phá về địa lý lịch sử của các vùng miền ở Việt Nam và trên thế giới. Vâng, tức là bạn sẽ du lịch theo kiểu du lịch như nào? Dạ, em du lịch kiểu tự túc. Tự túc. Sử dụng phương tiện tự mình lái luôn hay là bạn đi theo có các... thì riêng khi ra cái chương trình này thì em đang thực hiện chuyến xuyên Việt bằng xe máy. Xuyên Việt bằng xe máy. Dạ vâng. Vâng, đi khắp tỉnh thành Việt Nam để trải nghiệm những thứ mà trước giờ em đang hằng mong ước và tuổi trẻ em cần phải như vậy để em tăng cái sự trải nghiệm và mong muốn của mình đam mê về du lịch. Bạn để chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt đấy có mất nhiều thời gian không? Dạ, em mất 7 năm ạ. 7 năm? Dạ, từ ngày em bắt đầu mình mới đầu ghi ước nguyện thôi. Thì sau đó thì dần dần cái công việc được sắp xếp thì đến một ngày đúng đủ duyên thì em lên đường và em báo là em lên đường vì không thể chờ nữa. Vì có nhiều cuộc hẹn sắp xếp lại dời sau hết chuyến xuyên Việt thì em sẽ lên được. À, thế thì cũng bình thường, tôi cũng mới có cái ý định đi xuyên Việt độ khoảng 3-4 năm nay thôi. Dạ, vâng. Đến giờ vẫn chưa đi là xem ra với bạn là bạn cần đến 7 năm cơ mà. Vâng. Mà tôi mới có độ khoảng 3 năm, vậy là thôi đâu đó còn khoảng 4 năm nữa để chuẩn bị. Hôm nay bạn đến chơi với chương trình cùng với ai? Dạ, hôm nay em đến chơi chương trình cùng với em trai em là em Lê Khương Duy ạ, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, bạn Duy ạ. Dạ, bạn Duy ạ. Vâng, xin chào bạn Duy ạ. Dạ vâng, xin chào anh MC Tiến Dũng, xin chào khán giả tại trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Duy, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Vâng. Bạn Duy hiện nay đang công tác ở đâu ạ? Thưa anh Tiến Dũng thì em là một sĩ quan quân đội nhân dân. Vâng. Em đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại châu Phi. À. Thì rất là có duyên thì đang nghỉ phép, về nghỉ phép tại Việt Nam thì anh Tuấn mời em tham gia chương trình khách mời Ai Là Triệu Phú. Thì vâng. Em thích chương trình này từ lâu và em nhận lời ngay để tham gia và ủng hộ anh. Chúc anh bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Vâng, bạn đang đóng quân ở nước nào ạ? À, chỗ của em là gọi là ABA ạ. ABA tức là dạ, cái... nó nằm giữa Sudan và Nam Sudan. Sudan và Nam Sudan, tức dạ, là vâng. Có một đất nước ở đấy. Bạn làm công việc cụ thể ở đấy là liên quan đến gìn giữ hòa bình hay là y tế hay là gì ạ? À, em là sĩ quan tham mưu công binh hạng nhẹ. Em giám sát cái công trình của Liên Hợp Quốc, người ta xây dựng cho nhân viên rồi cho người dân ở đó. Vâng. Và Việt Nam mình thì có một cái đội công binh số 2 cũng đang thực hiện nhiệm vụ tại ABA. Cũng hỗ trợ làm đường với lại xây trường học cho người dân. Bạn đang có một trải nghiệm mà với nhiều người thì chắc cũng khó có dịp được có cơ hội để trải nghiệm. Thế ngoài thời gian công việc ra, bạn có nhiều thời gian rỗi để dành cho việc tìm hiểu thông tin, kiến thức các thứ không ạ? Yeah, em thì cũng hay nói chuyện với người địa phương đó thì cũng học được một số kiến thức với họ. Dạ vâng. Dạ vâng. À, hy vọng là những kiến thức đấy sẽ hữu ích khi mà bạn trở thành quyền trợ giúp cho anh của bạn dưới đây. Dạ vâng, anh Duy em rất cũng nhiều. Hy vọng vậy. Vâng. Tuấn thân mến. Sau đây mình sẽ thông qua với bạn luật chơi của chương trình. Chương trình của chúng ta có tất cả 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến bạn Duy ở trên khán đài. Kể từ câu số 6 bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Ngày hôm nay chúng ta có sự trợ giúp của hai nhà thông thái là nhà thơ Trần Hữu Việt và siêu trí tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Chào nhà thông thái ạ. Vâng, anh Dũng xin chào trường quay. Không hiểu sao ngẫu nhiên hôm nay người chơi lại tên là Trần Quốc Tuấn, tên một danh tướng rất nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam đúng không ạ? Vâng. Hy vọng rằng là với một cái tên đó và với không khí hôm ngày 7 tháng 5 thì Trần Quốc Tuấn sẽ trả lời được thật nhiều câu hỏi. Dạ vâng.
Người chơi của chúng tôi đang đi du lịch xuyên Việt. Không biết là anh Việt đã bao giờ có ước mơ du lịch xuyên Việt hay là đã thực hiện chuyến đi nào xuyên Việt chưa? Tôi đã thực hiện 2 lần rồi ạ. 2 lần rồi ạ. Vâng, anh đi từ đâu đến đâu ạ? Tôi đi từ Hà Nội đến Cà Mau ra đến mũi Nam Căn. Vâng. Thế vâng. Sau đó xong lại quay về. Vâng. Một lần vâng. Thứ hai thì đi đến đến Đà Lạt thôi. Vâng, sau đó từ Đà Lạt thì lại lộn về Nha Trang xong lại quay ra. Dạ vâng. Đấy, chứng tỏ là chúng ta đây cũng có nhiều điểm chung là ai cũng thích di chuyển và xê dịch cả. Hoàng thì sao em? Em thì đang có dự định, nó cũng không hẳn là một chuyến đi xuyên Việt, nhưng mà chúng em sẽ bắt đầu đi từ Hà Nội và theo dự định là sẽ vào thẳng đến Hội An. Vâng, chúng em ở đây tức là em và bạn gái hay là chúng em là một... Một nhóm những người bạn thân chơi với nhau ạ. Vâng. Anh Dũng tò mò quá nhỉ, Vâng, xin cảm ơn các nhà thông thái ạ. Vâng. Rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ, em đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Thưa quý vị, khi người chơi của chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt? Nực lưỡng. Nực lưỡng. Lực lưỡng. Hay là lực lưỡng? Vâng, xin mời bạn. Em xin chọn câu C là câu trả lời cuối cùng ạ. C, lực lưỡng, hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 2. Danh từ nào dùng để chỉ người, công ty, công nhân, công cộng hay là công trường? Xin mời bạn. Dạ, câu B là câu trả lời cuối cùng của em ạ. B, công nhân, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 3. Thi sĩ còn được gọi là gì? Nhà báo, nhà văn, nhà hiền triết hay là nhà thơ? Xin mời bạn. Dạ, em xin chọn câu D là câu trả lời cuối cùng ạ. D, nhà thơ, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 4. Đâu là một tác phẩm văn học Việt Nam? Sông Đông êm đềm, Tây Du Ký, Đất rừng phương Nam hay là Đồi gió hú? Xin mời bạn. Em xin chọn câu C là câu trả lời cuối cùng ạ. Vâng, C, Đất rừng phương Nam, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 5. Từ nào còn thiếu trong câu Nam thực như 3 chấm, nữ thực như miêu? Hổ, báo, sư tử hay là khỉ? Xin mời bạn. Câu A là câu trả lời cuối cùng ạ. Vâng, Nam thực như hổ, nữ thực như miêu, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Bạn đã vượt qua 5 câu đầu tiên. Vâng. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp. Nên hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng với câu số 6 chưa? Em sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Châu lục nào đông dân nhất thế giới? Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á hay là châu Âu? Xin mời bạn. Châu lục đông dân nhất thế giới thì em thấy là nghiêng về hướng châu Á, bởi vì có Trung Quốc và Ấn Độ hơn tỷ dân. Vâng, tức là bạn đang nghiêng về châu Á. Châu Á. Vâng, vì có 2 nước đông dân. Đông dân, mà thế giới thì có 7 tỷ người, hơn 7 tỷ. Vâng. Thì Trung Quốc và Ấn Độ cân hết 1/3. Vâng. Em xin chọn câu C là câu trả lời cuối cùng em. C, châu Á. Vâng, bạn suy luận rất nhẹ nhàng, nói cũng rất nhẹ nhàng, nhưng mà chốt thì rất quyết đoán. C, châu Á. Và C là phương án chính xác. Chúc mừng bạn. Bạn đã vượt qua câu số 6. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 3 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 6 triệu đồng. Và bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng với câu số 7 chưa? Em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Ngày của mẹ là ngày lễ thường niên thường được tổ chức vào thứ mấy trong tuần của tháng 5? Thứ 2, thứ 4,
thứ sáu hay là chủ nhật? Xin mời bạn. Em trộm vía là mới sáng nay mới xem cái câu này xong. Mới xem câu này xong. Thì thường tổ chức vào chủ nhật ạ. Em xin chọn câu D là câu trả lời cuối cùng ạ. D. Vâng. Người chơi của chúng tôi cũng mới đọc sáng nay xong vì cũng đã đến tháng 5 rồi. Chắc là bạn ấy cũng có nhiều mối quan tâm nên bạn đã đọc thông tin này. Và D là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Ngày này thường được tổ chức vào chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm. Bạn đã vượt qua câu số 7 cũng rất dễ dàng. Phần thưởng bây giờ của bạn đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 10 triệu đồng. Và bạn vẫn còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Bạn sẵn sàng với câu số 8 chưa? Em sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Địa danh nào ở Nam Phi là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới? Núi Bàn, đảo Komodo, mũi Hảo Vọng hay là thác Iguazu? Xin mời bạn. Trong 4 địa danh này thì em biết mỗi mũi Hảo Vọng vì nó nằm ở giữa hai đại dương, nó có chim cánh cụt ở đây. Có chim cánh cụt đấy. Vâng. Câu này thì em chỉ nghiêng về mũi Hảo Vọng thôi, cho nên em xin gọi điện thoại cho người thân ạ. Gọi điện thoại cho người thân. Bạn sẽ gọi điện cho ai? Dạ, anh Đặng Hải Sơn ạ. Anh Sơn. Vâng. Vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối điện thoại với anh Sơn ạ. Rồi, có tín hiệu rồi. Alo. Alo, bạn Sơn ạ. Dạ vâng, tôi Sơn nghe đây ạ. Dạ vâng, chào bạn, tôi là Dũng, đang gọi cho bạn được chương trình Ai Là Triệu Phú ạ. Dạ vâng, chào giáo sư Say ạ. Dạ vâng, tôi đang ngồi với bạn Tuấn. Bạn Tuấn đã gặp một câu hỏi khó khăn của chương trình và quyết định là nhờ bạn Sơn hỗ trợ. Bạn Sơn sẵn sàng chưa? Dạ vâng, sẵn sàng anh ạ. Dạ vâng. Hai bạn sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Sơn ơi, địa danh nào ở Nam Phi là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới? Núi Bàn, đảo Komodo, mũi Hảo Vọng hay là thác Iguazu? Địa danh nào ở... ở Nam Phi là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới? 7 kỳ quan, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Núi Bàn, đảo Komodo, mũi Hảo Vọng hay là thác Iguazu? Ra chi anh? Vâng. Không kịp. À không kịp. Không kịp. Cho em xin quyền trợ giúp hỏi nhà thông thái ạ. Hỏi nhà thông thái, vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái. Xin chào nhà thông thái. Vâng, xin chào trường quay ạ. Vâng, người chơi của chúng tôi đã gặp câu hỏi khó khăn và quyết định nhờ hai nhà thông thái tư vấn. Hai nhà thông thái sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng. Hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Dạ, địa danh nào ở Nam Phi là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới? Núi Bàn, đảo Komodo, mũi Hảo Vọng hay là thác Iguazu ạ? Đây là câu thứ mấy rồi ạ? Dạ, câu thứ 8 ạ. Câu thứ 8 thì chắc là đáp án nó sẽ không clear đến cái mức nó là mũi Hảo Vọng đâu, đúng không? Mũi Hảo Vọng. Thật ra là em đang phân vân giữa A và C, nhưng mà em nhớ là núi Bàn thì phải. Núi Bàn. Em không chắc chắn lắm. Anh cũng nghĩ là núi Bàn. Cảm ơn ạ. Thôi bạn chọn A nhé. Vâng. Anh Việt cũng bảo là phương án A. Bạn Hoàng cũng bảo là phương án A. Núi Bàn. Em tin tưởng nhà thông thái, em xin chọn đáp án A là đáp án câu trả lời cuối cùng ạ. A. Trong khi đấy thì chúng ta nhắc đến Nam Phi thì thường nhắc đến mũi Hảo Vọng, hay ngày xưa còn gọi là mũi Báo Tố. Và bạn đã chọn theo các nhà thông thái là A. Nhưng mà phương án trả lời chính xác của câu này sẽ đến sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi sau khi lắng nghe sự tư vấn của các nhà thông thái đã quyết định chọn phương án A, núi Bàn. Và phương án A là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Vâng, chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin chúc mừng các nhà thông thái.
Dạ vâng, xin cảm ơn các anh đã tư vấn rất thành công cho người chơi của chúng tôi. Thực ra là em đã phải hỏi trước đấy là câu này là câu số mấy, tại vì nếu là câu số 6 thì em nghĩ là mũi hảo vọng có thể sẽ là một đáp án hợp lý. Thực ra thì em chỉ trong bốn cái địa điểm đấy thì em biết đến núi Bàn và mũi hảo vọng. Là hai cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Nam Phi. Thì núi Bàn nó nổi tiếng là bởi vì em nhớ là nó là một ngọn núi nhưng mà phần trên của nó lại vắt thẳng như kiểu một cái mặt bàn. Vâng. Trước đây em đã từng đọc đấy là người dân Nam Phi họ coi núi Bàn là một cái địa điểm rất là linh thiêng và nó có thể coi là một trong những kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, tại vì nó còn mang những cái ý nghĩa về cả tâm linh, về cả rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nữa. Nhưng mà em không chắc chắn lắm, thế nên là em mới phải hỏi. À vâng, cảm ơn các nhà thông thái. Núi Bàn là ngọn núi có đỉnh bằng phẳng được tạo thành một địa danh nổi bật nhìn ra thành phố Cape Town. Nơi này được chọn làm hình ảnh đặc trưng trên lá cờ của Cape Town và phù hiệu khắc của chính quyền địa phương. Chắc là một quả núi trong bên trên nó bằng phẳng. Vâng. Anh nghĩ chắc là thời khủng long, chắc là bàn tiệc của nó, kiểu mấy con ngồi xung quanh ăn uống thôi. Sáng nay em mới đọc về Nam Phi nhưng mà em không đọc về không cái này. Em, vâng. Này. Em biết Nam Phi là có 3 thủ đô thôi. Vâng, 7 kỳ quan mới của thế giới gồm có Vịnh Hạ Long của Việt Nam, rừng Amazon của Nam Mỹ, thác nước Iguazu của Argentina và Brazil, đảo Jeju của Hàn Quốc, núi Bàn của Nam Phi, đảo Komodo của Indonesia và dòng sông ngầm Puerto Princesa của Philippines. Đấy là mấy thông tin cho bạn để nếu có dịp đi du lịch thì bạn có thể chọn một trong 7 kỳ quan này. Ở ngay Việt Nam mình thì có Vịnh Hạ Long rồi. Vâng. Bạn đã vượt qua câu số 8, phần thưởng của bạn bây giờ đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 14 triệu đồng. Bạn còn hai quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng đến với câu số 9 chưa? À, em sẵn sàng ạ. Vâng. Xin mời câu hỏi số 9. How robot 4 chân của Hàn Quốc lập kỷ lục chạy nhanh nhất thế giới ở cự ly nào? 50m, 100m, 200m hay là 400m? Xin mời bạn. Bạn đã bao giờ từng nghe về con robot 4 chân của Hàn Quốc chưa? Em chưa từng nghe con robot này. Vâng. Robot 4 chân. 4 chân của Hàn Quốc mà lập kỷ lục chạy nhanh nhất thế giới ở cự ly nào? Vâng. Nếu mà lập kỷ lục, em thì thiên về 100m và 200m. Thiên về 100m hoặc là 200m? Cho em xin quyền 50-50 ạ. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Còn lại 100 hoặc 400m. Em xin dùng quyền trợ giúp còn lại. Dùng quyền trợ giúp còn lại. Vâng ạ, chúng tôi xin mời bạn Duy xuống đây. Xin mời bạn xuống đây để trợ giúp cho anh của mình. Rồi, mời Duy đứng đây. Đây, mời hai anh em. Theo em là cái gì có cơ sở nào không? Biết câu này không? Câu này em nghĩ là D. D hả? Bởi vì nếu mà cứ lên 100m thì sẽ có cái thông tin đó liên quan đến Usain Bolt. Em nghĩ như vậy. Liên quan đến Usain Bolt à? Dạ, hoặc là thường cái câu này sẽ là cái câu mà cái mình nghĩ nhất thì nó sẽ là phương án câu lật. Em nghĩ như vậy. Rồi. Em với Duy thống nhất câu trả lời cuối cùng là câu D ạ. Câu D tức là 400m. Vâng, tại sao lại không phải là 100 mà lại là 400? Vì nghĩ là 400m thì sẽ nó, nếu mà nó kỷ lục 400m thì khi mà nó bắt đầu nó chạy đề 3 thì nó có cái khoảng dừng đầu tiên hơn, thì 400m nó sẽ chạy dài hơn, ngựa dài, đường dài thì ngựa hay hơn, cho em đoán thế. Các bạn đang nghĩ đến Usain Bolt là 100 rồi, bạn lúc nãy phân vân giữa 100 với 200 rồi. Đến bây giờ bạn lại chọn 400 khi mà 200 đã mất đi rồi. Tiếc không? Phương án trả lời chính xác là B, 100m chứ không phải 400m. Hơi tiếc một chút. Ok, không sao. Vâng, cảm ơn Duy, xin mời em trở lại khán đài. Vâng, như vậy là bạn sẽ quay về mức tiền thưởng 2 triệu. Nhưng mà thôi, cuộc chơi nó phải như thế. Để tôi đọc thêm thông tin cho bạn. Robot chó tên là How do phòng thí nghiệm thiết kế và điều khiển robot động lực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc KAIST chế tạo đã lập kỷ lục Guinness khi chạy quãng đường 100m trong 19,87 giây ở tốc độ là 18,13 km/h. Ôi, tốc độ này tôi chạy nhanh hơn là cái chắc. Vâng. Đây là thời gian nhanh nhất mà một robot 4 chân từng đạt được. Đấy là chó robot thôi, chứ còn nếu mà là chó thật thì nó chạy nhanh hơn mình là cái chắc. Vâng. Như vậy là bạn sẽ ra về phần thưởng là 2 triệu đồng.
Nhưng tôi nghĩ là tiền thưởng thì là một phần thôi, quan trọng là cái trải nghiệm được chơi Ai Là Triệu Phú này nó cũng mang lại cho cả hai anh em một kỷ niệm cũng rất là đáng nhớ. Khi mà bạn đang trong quá trình đi chơi xuyên Việt thì bạn đi thi Ai Là Triệu Phú. Còn em bạn thì đang trong quá trình nghỉ phép về nước thì cũng tham dự luôn Ai Là Triệu Phú. Cũng là một dịp tốt để hai anh em có thêm kỷ niệm. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều đã đến tham dự chương trình. Bạn sẽ ra về phần thưởng là 2 triệu đồng. Vâng. Đúng lúc này thì tín hiệu báo hết giờ của chương trình cũng đã vang lên, đồng nghĩa là chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn bạn đã đến tham dự chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã cổ vũ cho người chơi của chúng tôi. Và với quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chúc quý vị mạnh khỏe, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Bye bye. Đừng buồn nhé. Dạ.